Quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của bác sĩ Quân Vlog. Và hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình. Chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, là và dạo gần đây thì xu hướng nuôi chó cảnh và các làm thú cưng ấy chúng ta ngày càng một nhiều. Vậy thì trong quá trình nuôi ấy, có rất nhiều các bệnh ký sinh trùng và đặc biệt là bệnh ve ghẻ và mà các chủ vật nuôi rất quan tâm. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được là một số bệnh ve ghẻ mà thường hay mắc phải và cách điều trị như thế nào được không ạ? Được rồi, xin cảm ơn anh. Cũng kính thưa các bác anh chị là thú cảnh nói chung hay là vật nuôi của chúng ta thì hay bị cái bệnh gọi là ve ghẻ dạy. Thế thì con ve chúng ta nhìn thấy rất rõ, con dặn cũng vậy, thế rồi con bọ chó hay con bọ chét thì cũng thế. Tuy nhiên là bây giờ thì có nhiều cái sản phẩm mà để dùng để mà điều trị cái bệnh này rất là hữu hiệu và cũng rất có sẵn trên thị trường. Thế cái triệu chứng thì các bác biết rồi, là nó sẽ ngứa, thế rồi rụng lông, vân vân. Đấy, và chúng ta nhìn rõ cái con bọ trên người vật nuôi. Đấy, ở đây chúng ta chia sẻ chung với nhau là có cả thú cảnh, thú cưng cho đến các vật nuôi khác cùng bị ve ghẻ dạy. Chính vì vậy cho nên là cái triệu chứng bệnh tích thì chúng ta nhìn nó ở ngoài da, chúng ta quan sát rất là rõ. Thế thì khi mà bị thì chúng ta sẽ nên dùng thuốc để chúng ta điều trị. Với cái con ve và con ghẻ thì chúng ta có nhiều sản phẩm để dùng chung cho cái này. Nhưng mà trước khi chúng ta muốn dùng cái sản phẩm thì chúng ta nên là tắm cho nó trước. Đấy. Vì ngày xưa chúng ta dùng là chúng ta ít tắm, chúng ta không chịu tắm cho vật nuôi. Chính vì vậy cho nên là thí dụ như ngày hôm nay các bạn nhỏ thuốc vào, thế ngày mai, ngày kia nó bẩn thì các bạn lại tắm thôi, thì cái tác dụng của cái thuốc nó mất đi. Đấy. Và vô hình chung là chúng ta tốn tiền. Đấy. Thì trước tiên các bạn muốn nó hiệu quả thì các bạn dùng một cái sữa tắm cho chó. Thì trên sữa chạm tắm cho thú cưng hiện nay có rất là nhiều loại. Một loại là nó gọi chung là shampoo. Đấy, nhưng mà nó chia ra gồm có Mycona shampoo là cái loại mà trị luôn cả cái nấm trên da. Đấy. Thì đây là cái sản phẩm Mycona shampoo chúng ta có thể tắm. Đấy. Chút nữa chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một cái sản phẩm nữa, đó là dành cho mùa đông. Cái này là dành cho mùa hè, bởi bây giờ nó đâu đó cũng tháng 4 rồi, thì mùa này thì dễ tắm, nhưng mùa đông thì khó tắm hơn. Thì cái này là dùng cho tắm trước, sau đó chúng ta mới dùng thuốc chúng ta nhỏ để chúng ta diệt cái con bọ chét đi, hoặc là diệt ve đi. Đấy. Diệt ve thì có rất nhiều loại. Loại xịt, đây là loại xịt. Thì các anh chị là đây là loại xịt. Loại này thì dễ sử dụng. Đấy. Rất dễ sử dụng, nhưng mà nó có cái khó là nó sẽ phai đi trong những các ngày. Đấy. Tức là cái hiệu quả nó sẽ giảm đi. Đấy. Theo thời gian. Đấy. Thế thì chúng ta phải dùng lại đâu đó vào khoảng bình thường là vào khoảng 3 tháng, nhưng mà nếu ở trong cái vùng mà nó có nguy cơ cao thì 1 tháng 1 lần thì chúng ta phải xịt lại để mà điều trị tốt cái bệnh này. Thế nhưng mà vì nó bám ở ngoài lông, ngoài da cho nên là theo thời gian thì nó sẽ phai đi và cái hiệu quả nó sẽ giảm dần đi. Đây là cái loại xịt. Thì cái phương pháp xịt thì chúng ta xịt vạch lông lên và chúng ta xịt sát vào da. Đấy. Chứ nếu chúng ta chỉ xịt ở cái đầu lông không ấy, thì có con lông ngắn, có con lông dài, thế thì nó sẽ không giải quyết vấn đề được. Và chúng ta phải vuốt ngược cái lông lên và chúng ta xịt vào gốc cái lông, tức là xịt vào da. Đấy. Thì nó sẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Một loại nữa cũng là dạng xịt cho anh nhỏ hơn một chút, Spidoc. Thì dạng này cũng xịt được cho ve ghẻ dặn. Và phương pháp xịt thì cũng giống như Spidoc, cũng xịt vào huống lông. Còn các loại đây thì nó là các loại mà chúng tôi xin giới thiệu với các bạn anh chị chăn nuôi, đó là cái sản phẩm này là nhỏ trên da. Sản phẩm này thì ưu việt hơn hai cái sản phẩm xịt, đó là nó sẽ lưu lại
trên cái cơ thể nó lâu hơn. Đấy, nó ngấm qua da và nó diệt cái bọ chét cũng như là ve gẻ. Thế loại này thì là loại thường. Một loại nữa nó là loại đậm đặc hơn, người ta gọi là Spondin extra. Đấy. Spondin extra thì nó sẽ đậm đặc hơn, tức là nó sẽ điều trị được nhiều cái số lượng cân hơn. Đấy. Cái số lượng cân nó nhiều hơn. Một loại nữa đó là Spondin 1,34 thì cũng vậy. Thì cái này thì nó cũng điều trị cái số cân lớn hơn. Đấy, trên đấy thì nhà sản xuất sẽ ghi rất rõ trên cái bao bì nhãn mác, tùy vào cái nhà sản xuất. Thì có nhà sản xuất thì cho là điều trị từ 10 đến 20 kg. Đấy, có nhà thì được 5 đến 7 kg. Đấy, nó tùy nhà sản xuất. Dạ thưa bác sĩ, là cái thuốc nhỏ này là theo như tôi được nhìn thấy ở đây đó là sử dụng qua da. Vậy thì một số bạn chủ vật nuôi vẫn còn đang thắc mắc là chúng ta tại sao chúng ta lại chỉ có thể là nhỏ một lượng rất là nhỏ và chúng ta chỉ nhỏ một điểm mà không phải là những điểm kia và trên con thú cảnh của chúng ta mà nó lại có thể hiệu quả như vậy, thì mong bác sĩ giải đáp rõ ràng hơn về cái vấn đề này dùng chúng tôi với ạ. À vâng. À cái đây là một câu hỏi mà rất nhiều người thắc mắc. Thưa các anh chị, là có những người hỏi là tại sao chỉ rõ có một điểm thôi. Đấy. Rõ có một điểm thôi mà lại không rõ nhiều điểm. Dạ, thì có một số bạn thì dùng 2-3 điểm. 2-3 điểm thành thử ra là cái hiệu quả nó không được cao. Đấy. Cái này rõ xong rồi nó mới ngấm dần xuống. Thì chúng ta chỉ cần có một điểm thôi. Và đặc biệt là chúng ta phải rõ vào gáy. Đấy. Dạ. Là giữa cái chỗ hai cái bả vai của nó đó. Đó ạ. Rõ vào gáy thì nó không liếm được. Đấy. Cái mục đích rõ đấy là do cái vật nuôi nó hay liếm vào lông vào da. Chính vì vậy cho nên là mình rõ vào đấy là nó không quay cái cổ lên được. Để nó liếm thì nó sẽ ngấm toàn bộ xuống cái vị trí da mà cũng rõ một điểm như vậy. Đấy. Thì nó mới lâu dài được. Đấy, còn rõ nhiều điểm thì nó sẽ không lâu dài được. À, đấy là cái nguyên lý của nó. Đó ạ. Chính vì vậy cho nên là các bạn nên rõ một điểm thôi. Các bạn rõ nhiều điểm quá là cái tác dụng nó sẽ kém đi. Đấy, và không phải không có tác dụng, mà có tác dụng nhưng mà tác dụng nó sẽ kém đi. Đó ạ. Anh cứ tiếp tục đặt câu hỏi, chúng tôi xin sẵn sàng trả lời. Dạ vâng, thưa bác sĩ, là trong quá trình chúng ta nuôi như vậy và khi chúng ta đang ở ngoài, sống ở trong một cái môi trường nó là đô thị hóa và nhiều khi là công việc chúng ta bộn bề, chúng ta gửi có thể là chúng ta gửi về nhà hoặc chúng ta lơ đãng một thời gian đi không chăm sóc á. Vậy thì cái con tôi theo thôi thấy là cái con ve con chó ấy, nó hay bám vào những cái kẽ chân, kẽ tai của con vật nuôi. Vậy thì chúng ta có những cái bộ sản phẩm này của chúng ta thì liệu có đáp ứng được đủ cái nhu cầu của bà con chăn nuôi không và người chăm sóc thú cảnh không, vì rất nhiều người rất thắc mắc là chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn thôi nó những cái con ve đấy nó đã quay trở lại. À như vậy là tôi như đã nói từ ban nãy đó, tức là có những cái loại thuốc này thì nó sẽ diệt được trong cái mọi cái giai đoạn đấy, nhưng mà tuy nhiên là trong cái vùng có nguy cơ cao ấy. Nguy cơ cao là như thế nào, là xung quanh nó còn à, hoặc là bạn mới dùng sản phẩm một lần đầu tiên thì nó chỉ diệt được ở trên cái con thú cảnh thôi chứ nó không diệt ở ngoài môi trường đấy. Thế khi môi trường nó quay trở lại đấy, thì đương nhiên là con vật chủ đấy nó sẽ bị nhiễm lại. Chính vì vậy cho nên là những cái giai đoạn đầu bạn dùng sản phẩm ấy thì bạn phải dùng nó dài hơn, tức là thí dụ như nhà khuyến cáo người ta nói là nếu mà ở trong vùng không nguy cơ thì có thể 3 tháng bạn dùng lại một lần, nhưng mà trong vùng nguy cơ thì đâu đó là cỡ khoảng 1 tháng hoặc 25 ngày hoặc 1 tháng là bạn phải dùng lại một lần, rồi sau đó thì những cái lần kế tiếp mới là tới 3 tháng thì nó sẽ từ từ nó sẽ diệt hết được những cái xung quanh. Chứ còn bạn rõ có một lần mà bạn mong muốn là nó sẽ chết hết thì nó không chết hết được đâu. Thì đấy là cái mà nhiều người mong muốn là như thế, thì tôi cũng giải thích cho các bạn như vậy. Dạ. Dạ. Và tôi còn một cái vấn đề muốn bác sĩ giải đáp thắc mắc cho tôi, đó là cái vấn đề sản phẩm về vấn đề nhỏ gáy. Khi chúng ta nhỏ gáy vào thì thời gian tác dụng của nó, thuốc sẽ cho là trong bao lâu thì thuốc sẽ phát huy tác dụng? Tại vì nhiều khi có một số các bạn vừa mới nhỏ thôi, khoảng độ là nửa ngày sau các bạn đã muốn là hết rồi, thì chúng ta liệu có thể là như vậy được không? À, nửa ngày một ngày là 24 tiếng,
Nửa ngày là 12 tiếng, dạ. 12 tiếng là có tác dụng rồi đấy. À, có tác dụng rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên bản thân chết đồng loạt là nó chưa chết hết được đâu. Nhá, bởi vì cái này nó phải phụ thuộc này, cái con ve, con giận đấy nó phải ăn phải cái thuốc đó. Đấy. Nó ăn phải cái thuốc đó thì nó mới chết. Thế thì nó không phải là nó ăn bếp tập thể. Giống như là có bây giờ cái con này nó ăn, bữa sau tí nữa thì con khác ăn. À, thì cho nên là nó mới chết từ từ. Chứ không thể nói cái chuyện là sau 12 tiếng là hết sạch bóng. Thì cái điều đó thì không có. Đấy, bây giờ là thuốc này thì nó ngấm vào đó và nó sẽ có cái tác dụng kéo dài. Chính vì vậy cho nên là khi nó ăn thì nó sẽ chết. Được ạ? Thì đấy là các anh các chị hỏi như vậy thì cái tác dụng của nó là như thế.